សួស្តីតែជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឃ្លាំងយើងខ្ញុំមានស្តុកថ្មីរថយន្ត2022ថ្មីខ្លាញ់គោម៉ាក Lexus model LX500D ដែលជារថយន្តម៉ាស៊ីនម៉ាសុតសួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាននាំចូលរថយន្តថ្មីឆ្នាំ2022 Maxus model LX500D ដែលជារថយន្តប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាសុតរូបរាងវាគឺដូចទៅនឹង LX600 ទាំងស្រុងប៉ុន្តែជាប្រភេទម៉ាស៊ីនម៉ាសុតដែលសន្សំចំណាយខ្ពស់មែនទែនតិចទៀតយើងទៅមើលអត្រាស៊ីម៉ាសុតរបស់រថយន្តនេះអត្រាស៊ីម៉ាសុតគឺតិចបំផុតក្នុង1លីត្ររថយន្តនេះអាចរត់បាន13គីឡូជាងដែលរថយន្តប្រភេទ LX600 សាំង1លីត្ររត់បានតែ 9.8 គីឡូម៉ែត្រទេអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តម៉ាសុតនេះធៀបទៅនឹងម៉ាស៊ីនសាំង1លីត្រគឺខុសត្រូវគ្នា4គីឡូជាង4គីឡូម៉ែត្រជាងច្រើនមែនទែនបើយើងគុណនឹង50ទៅវាសំចៃមែនទែនហើយសម្រាប់រូបរាងវិញគឺដូចទៅនឹង LX600 ទាំងស្រុងมันមានខុសផ្លាច់អីទេបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានេះជារូបរាងបដោយឡានហើយស្តុបខាងក្រោយរូបរាងវិញគឺដូចទៅនឹង LX600 ទាំងស្រុងតែម្ដងបើយើងអត់ឃើញតែម 500D នេះយើងដឹងយើងស្មានតឡាននេះជាប្រភេទ LX600 ហើយបន្តិចទៀតយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះទាំងអស់គ្នាស្តុបខាងក្រោយគឺមួយខ្សែអញ្ចឹងតែម្ដងទុកនឹងសិនមួយហ្នឹងសួស្តីម្ដងទៀតសម្រាប់អតិថិជនដែលទើបតែមកមើលការឡាយក្រោយក្រោយថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបង្ហាញជូននៅរថយន្តLexus Series ថ្មី model LX500D ដែលជាបងប្អូនឆ្លោះនឹង LX600 ស្តុបខាងក្រោយគឺជាប់មួយខ្សែអញ្ចឹងតែម្ដងហើយនេះគឺជា LX500D ហើយ Series នេះគឺជា LX600 គឺរូបរាងដូចគ្នាទាំងស្រុង 100% សំបីតយ៉ាងយ៉ាងក៏ប្រភេទអញ្ចឹងយ៉ាងក៏ប្រភេទអញ្ចឹងយ៉ាងក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាផានិតចូលប្រឆេះតិចចាំមើលយើងធ្វើការបញ្ឆេះរថយន្ត LX500D ដែលជាម៉ាស៊ីនម៉ាសុតហើយយើងស្ដាប់សំឡេងម៉ាស៊ីនម៉ាសុតទាំងអស់គ្នាតើវាឮប៉ុណ្ណាវាជាម៉ាស៊ីនសំឡេងវាគឺស្ងាត់ជាងសេរីមុនសំឡេងស្ងាត់ជាងសេរីមុនហើយម៉ាស៊ីនវានេះគឺប្រភេទ Twin Turbo ហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការប្រភេទ LX600 ក៏អាចអញ្ជើញមកស្វែងរកបាននៅឃ្លាំងហេញអូតូដែរយើងមាន LX600 ដូចគ្នាឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុង
Sumrap rotjon LX 500D ni phnai khang khnong kư doch tiang srong to nang LX 600 du khnia kư krob option tang os kư doch khnia tae mdong hay dambo ve baek ba dambo baek dae sri chach chach ma sot sri mun kư ot mien baek dambo te ma sot sri thmai mien baek dambo mien tu to kraoy pi du khnia hay avay dae pisah kư kai chua ti 3 lời dương mơ cái chua thì bay từ ngọc này, xem ra mà sân mà xuất chấm non muốn, chấm non pi pon ba bỏ muối từ pi pon mà phơi muối cứ mình miên cái chua thì bay thế, tại xem ra sợi thay này cứ miên cái chua thì bay, đại chia một phép cái cho ô tô mà tay tiệt, nên những ai bị chia bát bán, những ai bị chia bát bị chia lang vinh đại con để cho một tông này đi. Nếu như mà chia lăng mà vinh bán chẳng xâm rạp rốt dân mà xuất sỉ LX Prime rồi đi một cường này cứ chia vào phên cả ấy bay chùa đại dân ai chất mình chia lăng đã xoay vào vót tam rồi dạ bật tông đi LX Prime rồi đi chia vào phên lịch sĩ mà xuất mà xuất. Đây cái này miền gần non tô chàng cày hay miền tập bộ bác logo lịch sĩ hai sầm rạp tập lô này vĩnh một cương này cứ bị xe cứ tập lô pì pò nhưng khi tập lô không ai tập lô thế nào. Hai bệnh sân chỉ dương mà cho chất lán cứ mình miên lưu xâm lệnh rồng khan pi mà sân mà xuất tì cứ mà sân mà xuất ngắp chừng môn hai này chia ạ tra si sáng rồi bỏ rớt ạ xa ạ tra si mà xuất rồi ấy rớt dân này chia bỏ phê mà sân mà xuất cứ mỗi lít dương ai rớt ban chùm ngái đọc 4 cho trạm pi km khăn ông mỗi lít chẳng rớt dân này chùm ngái tích mềm tên ạ tra xì mà xuất vía cứ cao 10 lít nông 100 kg xì tích mềm tên ạ lỡ dương một phơ ca bình nhật mơ hôm nay càng nông bằng tích xung rạp rốt dân LX 500D miên vào là chai được nế đôi LX 600 chẳng miên camera mà chúng hay công tơ cho câu ấy cứ đối LX và mùi rồi chẳng tu tự có miền đích kia hay là dương thư ca chọn rô ghé mơ ta lan việc lưu xùm lệnh mà xuất rung khăn rư gọt nhưng nhóm chọn đó gần tì lịch bí mình miền xùm lệnh rung khăn bí mà xuân mà xuất đối lan sử môn môn tì hay miền fingerprint scan miệng đáy tầm bay bị che lan miễn được kia được là phải mồi rồi chẳng chẳng dơ mà mơ mà sân mà sụt mà đón tiếp hay mà sân ấy cứ chia mà sân mà sụt sỉ mày đại chia một phe twin turbo chúng mà sân là tại chỗ đại cổng phong tại Spain Rock lịch sử sử thứ mấy LX lịch sử sử thứ mấy mà đại LX đại Prapra tập hết mà xuất sớm chơi rồi rón miễn sắp là không kleang hình hình ô tô sắm ra qua miền Thái mà tại chỗ này tầm nẹt tầm non tập căn này lụa nam muối rồi bò kleang dương nhom sắm ra qua miền Thái nó còn lại ở còn